Còn trên thế giới, bất chấp nhiệt độ ngoài trời thậm chí là âm 40 độ C, người dân Nga vẫn dìm mình xuống những hố băng để thực hiện nghi thức tắm băng rửa tội. Vâng ạ, và đây là nghi thức trong lễ hiển linh được tổ chức vào ngày 19 tháng 1 hàng năm và là một trong những lễ hội lớn nhất của các tín đồ chính thống giáo, thu hút hàng trăm triệu người trên toàn nước Nga tham gia. Và hãy cùng phóng viên Nhật Linh thường trú tại Nga tìm hiểu về lễ hội độc đáo này. Hơn 200 hố băng đã được chuẩn bị tại sông Hồ ở Moscow và vùng ngoại ô để phục vụ cư dân nhân dịp lễ tắm băng rửa tội trong ngày lễ hiển linh năm nay. Nửa đêm, hàng dài người kiên nhẫn xếp hàng chờ đợi để có thể vào được hố băng lạnh giá này. Theo truyền thống, mỗi người dầm mình cho nước băng 3 lần để tưởng nhớ ngày Chúa Giêsu chịu phép rửa tội trên dòng sông Jordan. Không chỉ có các nam thanh niên, nhiều cô gái trẻ rất hào hứng với hoạt động này. Tôi đã quen tắm nước lạnh rồi, cảm thấy rất bình thường. Năm nào tôi cũng tham gia nghi lễ này, lúc này không thấy lạnh mà thấy nóng. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia thử thách, nhưng rất thích, như có cảm giác hàng nghìn mũi kim đâm vào da. Tôi nghĩ mình sẽ tham gia hoạt động này thường xuyên hơn. Tại những nơi tắm băng như thế này luôn được bố trí lều sưởi ấm, đồ ăn thức uống nóng. Các nhân viên y tế, lực lượng cứu hộ luôn trong tình trạng sẵn sàng ứng cứu khi cần thiết. Các nguyên tắc an toàn cũng được khuyến cáo như đối với người dân là chỉ tắm trong các hồ băng quy định, không ngâm trong băng quá 1 phút để tránh bị hạ thân nhiệt. Cũng cần có sự chuẩn bị về sức khỏe và tâm lý. Với những người chơi thể thao và có lối sống lành mạnh thì hoạt động này rất hữu ích cho sức khỏe. Tôi cảm giác ấm áp, không phải vì muốn thể hiện sự dũng cảm mà thực sự cảm nhận được niềm hạnh phúc từ bên trong. Ở Nga, truyền thống dìm mình xuống các hố băng có thể coi là biểu tượng của đức tin. Nhưng giáo hội Nga cũng không khuyến khích, bởi không phải ai cũng đủ sức khỏe để làm điều này. Nhưng hoạt động này hàng năm vẫn luôn thu hút rất đông người Nga tham gia. Tại nhiều vùng miền, đặc biệt là khu vực Siberia, người ta cũng không bỏ qua truyền thống này, ngay cả khi thời tiết xuống dưới âm 40 độ C. Trong đêm lạnh của mùa đông nước Nga thì hàng nghìn người vẫn sẵn sàng ngâm mình trong 2 lần nước băng giá với niềm tin sẽ được gột rửa tâm hồn và sức khỏe dẻo dai. Với nhiều người, đây cũng là thử thách để vượt qua chính mình. Nhật Linh, phóng viên thường trú Đài truyền Việt Nam từ Moscow, Liên bang Nga. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc đã nâng cấp độ ứng phó khẩn cấp đối với vụ lở đất xảy ra ở Vân Nam vào sáng ngày hôm qua lên mức thứ 2. Các lực lượng chức năng đã triển khai cơ chế ứng phó khẩn cấp, tham gia cứu hộ tại chỗ, sơ tán khoảng 500 người dân bị ảnh hưởng và ngăn chặn các thảm họa thứ cấp. Vụ lở đất đã vùi lấp 47 người. Tính đến chiều tối ngày hôm qua, lực lượng chức năng đã tìm thấy 7 thi thể, đưa được 2 người sống sót ra khỏi đống đổ nát.